Rồi, chào mừng anh em ha. Chào mừng anh em đã trả lời kênh của mình ha. Hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2021 anh em. Hôm nay chiều rồi, trời chuyển mưa nè, sắp vô mùa mưa hay gì vậy. Đó. Giờ thì mình có được mấy cái máy này anh em. Hai cây xạ lúa, hai cây thuốc ha. Rồi. Mình mới dọn được nhiêu đây, mình về đợt này thì cũng được mấy cây, nhưng mà dọn mới được hai cây này à. Mấy cây này, bốn cây này. Còn mấy cây kia thì còn nó lùm lùm chứ. Nhưng mà chưa thôi, bây giờ kỹ nghĩ anh em mình có coi cái này đi. Rồi anh em nào chốt được thì alo mình ha, phù hợp với công việc của mình đó. Rồi, đầu tiên thì trước khi đi vô test thử từ cây á, thì mình xin chúc tất cả các anh em ha, mạnh khỏe, trẻ và đẹp, quán trong là cái chỗ đẹp 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 đó. Rồi, sau đó thì mình đi vô từng cây máy đẹp một ha. Bốn cây này tương đối nó đẹp không anh em. Đó, anh em nhìn thấy nè ha, đó, mặt mũi thì đẹp cực kỳ á, thấy cái gì cho nó đẹp lắm đó. Rồi vậy đi, quan trọng là đẹp đẹp thì mình quên đẹp, mình quên thử coi nó nổ như thế nào mới được ha. Rồi mình test cây này thì cây này thì cái đồ chụp giật nè, giật ở phía sau này nè, khi lên dài cái này nó có trợ lực nha nè, để giật tắt đây ra đây được đẹp nha. Bay này ha, này ra này, nhích ga lên chút xíu ha, bơm xăng ha, bơm xăng ở đây nè, cái này em biết hết à, bơm phụ có bơm phụ nó dúi nè, dưới nè, bơm thấy anh em thấy xăng chạy qua cái ống trắng ha, chạy qua ống trắng, lỗ đen này chảy lên ống trắng thì nó hồi về ống trắng, nó chỉ đủ đóng lại lại ha, kéo lên là đóng ha, kéo lên, giật nó nổ xong tắt, tại vì đóng lên ha. Còn cái này thôi bây giờ chả nổ cái này nó tắt nó thôi, ngập xăng tắt mở lên ra này ha, giật cái lại cái này tương tự vậy ha, đóng ra lại ha, giật hai cái này giống hệt nhau, hay một hay hai á, nhích ra lên chút xíu à. Tắt đây ha. Ok ba, cái này thì anh em biết rồi đó, mình giật gì là bơm xăng đây ha, bơm xăng đây, đóng le lại, khi xăng chảy qua đây rồi thấy đợt qua đây rồi bắt đầu đóng le lại. Nhích ra lên chút xíu ha. Nhích ra lên chút xíu. Giật rồi nó nổ lên mở. Rồi, mình đi vô tiếp cây ha. Cây E1 thì anh kia anh lấy à. Còn cây bắt đầu từ cây E2 đi. E2 thì giá này nè, 3 triệu ha, nặng 9 kg. Này bình xịt thuốc nha. Đầu tiên tổng thể là nói gì nữa nè. Đó. Tên của nó nè. Nè anh em nhìn máy ha, bình xăng nè, bình xăng quanh bồ tự động nha, le nè, đó nó sơ mi trong nè, nó còn móc tại vì nó ghim nó chỉ đó ha, rồi mình không vệ sinh nữa, mình cũng không tháo ra làm chi, bồ mình cũng không tháo ra luôn nè, mình cũng chưa tháo le cái chụp bảo vệ gạt le ra nữa đó. Nè bồ nó còn sáng trắng, mình thấy nó còn sáng chặt rồi, mình cũng không tháo ra làm gì đó. Bình xăng nè, nè anh em nhìn ha, ti nè, này mình nói lại nha, đây là ti nha, đây bình xịt này là ti nha, chứ không phải là quạt nha, máy hệ nha. Nè đây là cái tem của cái le này còn đó. Ti thì anh em nhìn đó, nó có bốn ốc gờ nha, máy này lắp máy này tùm gờ nha anh em, cái động cơ này thể tháo ra tháo vô làm được nhiều việc lắm, chạy cano hoặc là làm cái RC hoặc là làm cắt cỏ gì đó, ráp qua ráp lại, ráp tung vô là ráp lắp vô là chạy à. Nè cái này giật ở đây ha, đây giật nè ha, kéo ra nó nổ ha, con tắt đây ra đây ha. Nè anh em nắm kéo nè, nói lại cái này nắm kéo thôi nha, mình tắt ha,
dưa đeo nè, dưa đeo nè, ha nè, dưa gin nha, biết tới như nào nó mới hư á, đó. Đó. Ở ngoài thì nó ái, trắng phai phai chứ ở trong anh em này nhìn, nêm nè nghe, nêm gin nha, ha. Cái này thì nó mình sẽ gài, nó có cái nút gài cái lỗ này nè, gài phía dưới, rồi. Nó có lủng lại lỗ này, cái lỗ nghe nè, y này có lủng lỗ đây nè, nha. Bên Nhật về mà còn được cái gì cũng may lắm, cũng mừng lắm mà. Dây này dây riêng nha. Dây nước nè. Anh em nhìn ha. Đó. Ốc gãy nóc hết rồi. Ti này bằng ốc ti, kẹp bao giờ ti á. Ha. Đầu bơm này bằng nhựa này nhiều ha. Có một khúc lần nhôm thôi nè. Ống nước ra. Đây là ống, đây là cái cánh chuồng nè ha. Nhận ống nước. Ống ra xịt nè. Anh em có thể dặn ra dặn vô rất là dễ, dây gin nó cánh ốc cánh chuồng này anh em nhìn thấy không, lại hại ha. Đó. Nhật thì máy hệ này thì nó làm kỹ lưỡng lắm anh em. Đó. Rồi anh em nhìn thấy không, máy ha, đầu tiên máy này ha, đó. Boe nè, nè đóng nè, mở ra nè, đó. Xăng này ha, xăng quanh bồ nè, cái này cái bơm xăng ha, chụp giật này, chụp giật trợ lực nha anh em, hàng hệ nha. Máy mà chụp trực trợ thì nó nhẹ, máy nó chuẩn lắm, nó mới gắn cái trợ lực này. Em kéo sau lưng nha, giật ha. Giật ra nó nổ rồi nha. Giật nó kéo ra gì nó nổ. Kéo ra gì nó nổ. Chứ không có giật nha. Còn cái này chỉnh áp ha, chỉnh áp mạnh yếu mà như mình nghĩ rồi mình chỉnh rồi ha. Anh em đừng có dạy cái này nữa. Cái gì là cho nó mạnh nhất đi ha. Rồi mình nhìn tổng thể lại lần nữa ha. Máy này mình nói lại E2 là giá 3 triệu nha, nó nặng 9 kg thôi nha. À anh em có gì thắc mắc là tại sao mà nó lung lay gì phải không? Đó. Cái này là Nhật. Cái này Nhật người ta thiết kế như vậy nha. Nè, nó gờ nha. Nó gờ nha, nè, nó có bắn lề nha. Nè, nó có bắn lề nha nè. Đó, nó có bắn lề của thùng nha, nó gờ nha, đèn ốc sáng giới nữa nè. Mình xin vậy đất mình Nhật mình chưa vệ sinh được ha. À, ốc xăng giới luôn, nó có cái bản lề nha, nó bắt cái thùng riêng, cái chân thùng này riêng để có rung, máy nó có rung như này á, thì cái thùng nó cũng không sao ha, nó không có đụng chạm gì tới lưng của mình, nó đỡ. Nhật cái này thiết kế vậy nha, nó không có hư đâu nha anh em, khi nước nó vô nặng thì đè xuống ha. Đó. Rồi mình lại tổng thể lần nữa ha. Rồi tiếp tục anh em, nè cây E3 ha. Giá là 3,5 triệu nha, nó nặng 13 kg, Magu Yanma cái tên này nè. Đó. Nhưng mà đây nè, cái tên chính thức của nó là đây nè, MD-60 ha. Cái này bóng bưởng luôn ha, thùng thiết là nắp rồi còn sáng trắng mới con luôn ha, full đồ ha, zin nguyên bản ha, từ bình xăng Boe rồi tất cả mọi cái này zin nguyên bản hết ha. Cây này là 60cc nha, các động cơ Kawasaki nha, cái tem nó đóng như này ha nè, anh em coi ở dưới coi lên đó, nhìn thấy mới thấy ha, này động cơ Kawasaki nha, hàng này hàng hệ nha nè, tay này là tay inox ha, ít có gãy đổ sơn nó mới từ con ốc một nha, sau lưng nè đó, dây ha, dây đeo nè nó gắt lại chút xíu ha, bên này cũng vậy nè, tại này nó nặng lắm anh nè, mấy miếng này thì nó phải điểm lót này là phải chịu ha, nhưng mà cái này chưa ha, cái này còn riêng nè, ngon ha nè anh em, đó bình là bình trái bí nha anh em, nhìn kỹ nha, 25 lít là tới đây ha, nó lên đây nữa nè ha, còn nữa nhưng mà bây giờ chắc chắn là 25 đi ha, 25 6 lít thì bình thường này, bình trái bí nha, chắc nha, cực kỳ chắc nha anh em, nè cái hệ nữa nè, máy hệ thì nó có mấy cái miếng lót như gì ha, nè, ốc thì nóc căng giới hết, cái này mình vệ sinh rồi nha, nè cũng tiền giới rồi hết ha, tại nó màu đen còn mấy cái này thì ngon lành ha, giật bơm xăng thì anh em cũng bơm đây ha, thấy xăng chảy qua đây đó, đường này đường xăng lên nè ha, ống nhỏ này xăng lên đó, còn cái này bơm xăng ha, bơm phụ nè đó, anh em nhìn thấy nó xăng nó chảy qua cái ống đó đó, chảy qua đây là được, đóng le lại ha, nhấc da lên chút xíu, giật nổ xong mở le ra ha,
thôi, nói trình tự nữa vậy thôi. Cây này thì mình nói nhiều rồi, hàng này mình bán cũng nhiều rồi, nhưng cây này giá nó hơi mắc hơn mấy cây kia một chút ấy, là anh em biết rồi ha. Tại vì nó là đẹp, nó đẹp full đồ ha. Họng này mình đã cải tạo rồi ha, anh em yên tâm ha, mình bao hàng ha, mình bao xạ cho anh em ha, mình bao ha, mình nói lại lần nữa là mình bao ha. Anh em nếu mà xài xạ lúa không được ha thì mình sẽ trả lại, mình sẽ nhận lại, mình sẽ hoàn tiền lại bình thường ha. Còn bây giờ mở ra nó vô thì dài, thì video nó dài quá mình không có giới thiệu được. Bây giờ tổng thể mình nhìn gì đi ha. Còn cái phần mà xạ lúa, xạ phân rồi đó mà mình sẽ bao ha. Rồi đó, rồi nhìn tổng thể lại lần nữa ha. Mình nói lại nha, cái tên của nó là Maru Yanma nha ha. Cái tem này là tem Maru Yanma nè ha, nhưng động cơ là Kawasaki nha, hàng hệ nha, anh em thấy thì biết rồi đó. Nó 60cc nha ha, chạy rất là đầm, nó nổ rất là lực, nhưng mà nó không có bằng mấy cái động cơ kia thì nó nổ hơi hổn thôi, nhưng mà cái máy này cực kỳ lực ha, nó mạnh. Nhích ga nhẹ là nó ra cái mười mấy thước rồi ha, nhích nhẹ ga cái là phần lúa nó bay ra cái mười mấy thước rồi. Cho nên là cái này phù hợp cho anh em á, là đi làm tiếp anh em khác nha, làm thuê hay nói cái khác là làm nhà xong còn đi phụ tiếp các anh em khác nữa. Cái này phù hợp cho những anh em còn trẻ nha, mình nói lại nha. Đi thì nó kèm cái bí này thì nó ít có lắc nha, nó không có hiu ha, nó không có lắc qua lắc lại, nó dòng trền. Nhưng có một cái là cái này thì nó là như vậy đó, nó phù hợp cho anh em là còn trẻ trẻ chút xíu, tại nó nặng á. Máy này không, cái bình này nó lớn ha, mà nó công suất nó lớn nữa, anh em phù hợp cho anh em là đi làm tiếp anh em rồi nữa ha. Làm có dài ban ngày á, thì thu hồi lấy lại được vốn đầu tư của mình rồi ha. Đó. Rồi mình coi lại cái lần nữa ha. Rồi E3 giá 3,5 triệu nha, nặng có 13kg thôi ha. Cái này pin nó lớn, công suất lớn nhưng mà nó nhẹ ha. Tại hàng hệ là nó như vậy ha. Qua cái này nha, cây E4 nha nè, cũng giá thì 3 triệu thôi nha, nặng 12kg. Tại sao như vậy? Đó. Tại sao cây này rẻ hơn? Nhưng mà nó cây này rẻ nhưng mà không cũ nha, mình nói lại nha, nó không phải là xấu nha. Cây nó giá nó thấp hơn là do chỗ này nè, đây nó chỉ có 43cc thôi nha. Cây này mình nói lại thích hợp cho anh em làm việc gia đình nha, 5-3 công đất thôi nha, 5-30 ngàn mét vuông đất á, làm gia đình thôi đó. Chứ không đi làm mướn được, làm mướn thì nó hơi dở một chút, mà nó yếu ha. Tại nó có 43cc thôi, thích hợp cho anh em là lớn tuổi làm gia đình thôi ha. Đó, bình xăng nè anh em, hàng cái máy này nè anh em, nó mới dữ lắm, mới nha nè, làm cái dịch thì nó mới nè, trắng trắng luôn nha. Nè anh em nhìn thấy những con ốc này nè, nó còn được 7 màu luôn nha. À, con ốc này nè, để tháo thùng ra thì nó là cánh chuồng nha, mình tháo cái này rất là dễ nha, mở cái ốc này ra là mình rút cái thùng này ra, vệ sinh thùng ở trong là được ha. Cái bộ phận le với cửa liệu xuống đó mình đã làm rồi ha, anh em mình bao hàng, bao xạ ha, bao sử dụng cho anh em, bởi vì mình bao hết, nói chung là sử dụng được mới được. Nè anh em nhìn thấy ha, mình xăng là còn ngon ha. Nè anh em nhìn nè, cái bô nè, ốc này nó cũng còn 7 màu nè. Nè cánh chuồng nha anh em, dễ tháo ra tháo vô lắm ha. Nè anh em nhìn nè ha, nhìn kỹ vô còn sáng trắng ha. Nè anh em nhìn thôi sao lưng ha, cái này bằng nhựa ha, cái này bằng nhựa nè, nhưng mà cây cái này chạy bằng sắt nha, cây này thì bằng sắt ít có bị gãy dở ha. Nè cái niệm dây dài này, dây này chắc cực kỳ ha nè, dây nhật thì nó vậy đó, thấy nó mỏng mảnh như cho anh xài cái 2-10 năm nó không có đứt ha. Cái niệm này nè, đó, niệm mút nè, ha. Cực kỳ nha. Cái này hàng kìa. Cái máy này đâu, à khoan, đừng cứ nói đi. Cái chỗ này nè, hơi này nó lấy trong máy ra, nó thổi lên lưng mình, cho đừng cho nó nóng, lưng của mình nè. Bốn cái lỗ này nè, lấy trong buồng quạt, nó thổi ra đây, ha. Lấy theo đường này nè. Thì cái máy hệ nó mới làm bằng cái này thôi, nó kỹ lưỡng như thôi, nhật nó mới làm thôi, nè, lấy theo đường này nè. Đó, anh em thấy cái đường ống không? Nếu anh em nào muốn cho máy nó mạnh hơn, không cần phải mát lưng, thì rút cái ống này ra, ha. Chặn nó lại luôn. Ha. Không cho nó gió nó ra đường này, để cho tập trung ra cái đường ống thôi ha. Cái này nè, rồi cái này tay này bằng inox ha, đi ra nè, nè anh em chụp que nè ha. Cái này muốn gỡ thì ở dưới này nè, nè nắm như này nè, kéo ra ha. Nè
giật que nè. Mút nó còn nhưng mình bỏ hết rồi. Đó, đầu mình gài cái này vô. Rồi đèn vô ha. Còn mở ở dưới nha, ở dưới này mình nói lại là móc lên nha, móc nha. Nó nó kêu kêu gì nè. Đó, 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 vậy đó. Đó, đó. Đó. Tuy khen thì kêu nhẹ nhưng mà cà phê nha. Đó nè, ha. Nó không gớt nha. Đó nhưng mà mình kêu nhẹ nữa, kêu nhẹ nữa. Đó. Thấy không? Cà phê đi. Rồi để vô lại ha. Để vô, nó kêu nhẹ nha, nhớ nó lại nè, nó nhẹ nhẹ thôi, cà phê nè, nó thấy không? Đó. Chứ còn nắm giật nó không ra nha. Đó, nó gắt lắm, nắm giật nó không ra, nhưng mà giật mạnh không ra, nhưng mà kêu nhẹ nó ra nè. Đó, đó nè, nè. Đó. Đó, cái nhẹ nó ra, nó ngặt vậy đó. Chứ phải mạnh là được đâu ha. Rồi. Ai mình nói lại nha. Cái động cơ này động cơ Gen Quad nha. Số thứ em rô nó nè, số mà có nó nè, đó, số đó. Anh em nhìn kỹ cho mình ha. Số này anh em tra trên mạng nó cũng ra nó nha. À. Tra số này cái máy này sẵn nào thôi thì nó cũng ra nha. Đây nè, động cơ Gen Quad nha. Có đóng chữ Gen Quad ở trong này nè nghe không? Nè. Anh em nhìn kỹ cái dọc cái bô này nè nha. Đây nè, cái đường này ha. Anh em nhìn lên cái khoảng này, trên này nè. Mình nhìn cũng có khó thấy. Nhưng mà bây giờ mình nói cho anh em biết vậy thôi ha. Rồi anh em có khả năng nhìn kỹ. Đây đây đây, đây đó đó đó. Nè, để mình quay kỹ ha. Đó, cái chữ Gen Quad này không biết anh nhìn thấy ha, nó đó. Đó. Gen Quad 1490. Đó, anh em nhìn ha. Cái động cơ Gen Quad thì anh em biết rồi. Đó. Máy của Gen Quad thì anh em biết rồi. Nổi tiếng thế giới à, đừng chứ động cơ 2 thì máy cắt cỏ rồi, máy của Matsu Gen Quad rồi đó, anh em biết phải không? Đó. Thì nó là đình đám trên thế giới à ha. Nè, bây giờ coi lại lần nữa ha. Rồi, giá này là giáp 3 triệu nha, mình để nó nặng 12 kg rồi ha. Thùng này chắc cực kỳ nha. Rồi. Rồi. Mình xin kết thúc video tại đây ha. Rồi. Mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Nếu anh em nào có thích hợp, có thích cái máy nào và nó phù hợp với công việc của mình á thì anh em cứ alo với mình để chốt cái máy ha. Rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video tới đây. Rồi. Chào và hẹn gặp lại.